Chào mừng các bạn đã đến với Kera Đông Phân. Hôm nay mình sẽ quay xe thanh long vô lăng vào đấy. Chuyện rất là đẹp của tại Gia Lai. Mời các bạn cùng đón xem nhé. Xe đây chưa lắp máy, hơi làm xong. Thời gian rất là mới, có tính thường đầy đủ máy. Hộp số, sao rất sáng hơi. Xe này rất là dài. Anh em nào muốn mua thì hãy comment phía dưới hoặc liên hệ số. Dài 3 mét, rộng 1 mét 4, cầu 3,5 tấn thắng hơi. Xe khách đang sửa đi sửa. Quay, có gì hả? Qua đây, qua đây. Xe này có cái củ mố luôn, quay không nổi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp theo là